Xin lỗi, em làm hư chuyện của anh rồi. Cô có biết cái chuyện của tôi là cái chuyện gì không, hư hay không? Nói sàn không à. Mà cái này là cái gì đây? Dạ, đây là những thông tin mà em đã tìm được ở trên bàn của anh Nam á, với lại một ít trên bàn của giám đốc nữa. Em đem scan ra rồi in sẵn cho anh đó. Vậy là từ bây giờ hết được làm việc viên 007 rồi. Cô đúng là bánh bèo vô dụng thiệt. Thôi cô đi về nhà làm điệp viên không không thấy luôn đi. Em cũng đã cố gắng hết sức rồi chứ bộ. Nhưng mà anh, ở trên cái máy tính đó, em thấy còn nhiều file đáng nghi lắm. Em tính lấy nhưng mà tại vì lúc đó hả, em sợ người ta phát hiện ra em không có dám lấy liền. Một lúc sau em quay lại mấy cái file đó mất hết luôn anh. Sao cô không tìm trong cái thư mục thùng rác ở trong máy tính á? Trời ơi, đã ăn trộm mà còn mò nữa. Người ta bắt quả tang chết làm sao. Mà thôi, bỏ qua cái chuyện đó đi. Để đó từ từ tôi tính. Mà hồi đó ai đưa cô vô làm quán bia ôm vậy? Bà Năm Thọ. Bà Năm Thọ mới nói là em với Nga vô trong đó làm đi, rồi lấy tiền lương á trả nợ cho bà. Nhưng mà em với Nga vô trong làm á, xong bị bà Diễm dụ. Bà Diễm nói là tiếp khách đi, em với Nga không chịu, vậy là bị đuổi. Anh coi bị đuổi oan không? Rồi chạy bàn lâu chưa? Có gần tháng à. Lớn rồi, đừng có làm mấy cái chuyện tào lao nữa. Mình có cái đầu nè, mình phải biết động não lên suy nghĩ cái nào đúng cái nào sai. Chứ không phải có cái đầu rồi để thắt biếm cục nơ, trang trí cho nó đẹp như vậy. Lỡ như người ta dụ làm mấy cái chuyện bậy bạ thì sao? Thì em biết bậy nên em đâu làm đâu. Chính vì không làm nên mới bị đuổi oan ức vậy đó. Bây giờ người ta đụng rùm lên hết rồi đó. Xinh đẹp như cô như vậy, làm gì không biết ôm, mà không cho ai ôm. Anh nói sao chứ, anh có biết hả, mấy cái người mà vô trong quán bia ôm á, toàn là mấy ông bụng bự nè, xong vừa già vừa dê nữa. Em đâu có chịu ôm mấy ông đó đâu. Phải mà ai hả, nhìn cũng ngon giống anh là em ôm từ lâu rồi. Hay quá ha. Mà đàn ông tử tế bây giờ cũng đâu có thiếu đâu. Mà những cái loại đàn ông mà vô trong đó, đụng đâu ôm đấy, cũng không có đàng hoàng gì đâu. Cô cũng đừng quay lại đó kiếm làm gì. Thì em cũng đâu có muốn làm ở trong đó đâu. Chẳng qua là má em mượn nợ mà năm rồi tụi em mới vô đó làm chứ bộ. Không có biết gì hết trơn à. Tỉnh đi. Làm gì vậy? Tính khóc mà trong nguyên quán cà phê này ngồi biết hả? Không biết gì hết mà la người ta vậy á. Chứ giờ có muốn làm sao? Bây giờ á, em bị đuổi rồi. Bây giờ em thất nghiệp, em phải quay lại em bán rau đúng không? Chứ sao nữa? Bán rau chứ đâu phải là bán thân nuôi miệng đâu mà tủi mà khóc. Nín đi. Làm cái gì mà cứ khóc hoài vậy? Cái chuyện này là do cô gây ra mà. Ở đó mà than vãn làm cái gì? Mà cũng may á, là ổng không có phát hiện ra chân tướng của cô đó. Chân tướng là sao anh? Là tôi đưa cô vô công ty chứ làm sao. Ổng mà biết tôi liên quan tới cô hả, là tôi cũng tiêu đời luôn á, cho cô biết. Vậy bây giờ anh chuyển em qua công ty khác, anh cài em vô đi. Rồi anh muốn em làm gì em cũng làm chứ. Cô khùng vừa phải nữa cô. Bộ làm như công ty nào tôi cũng muốn phá người ta hết. Vậy là anh chỉ muốn phá ông Sang thôi đúng không? Nói nhỏ nhỏ thôi. Coi chừng cái miệng của cô đó. Lộ một cái là cô với cô tiêu đời luôn á chứ ở đó. Anh mà không tìm được gì khác ngon lành hơn cho em á hả? Thì em... Thì sao? Tính tố cáo tôi đúng không? Thì tố cáo đi. Tôi đưa cô qua Trung Quốc cho người ta mổ lấy nội tạng bây giờ đó. Trời ơi, không ngờ luôn á. Con người của anh hả, mặt mũi nhìn hiền lành vậy mà miệng cũng hả rắn rít không ha. Chứ tôi hỏi cô nè, hiền lành khờ khạo quá thì làm sao mà tồn tại được ở cái xã hội loạn lạc như vậy? À nè, đi về nhà làm lại cái bộ hồ sơ xin việc khác, rồi qua chỗ của tôi mà nộp vô. Có cái gì đâu mà ngạc nhiên mà há hốc mồm ra như vậy. Anh có công ty riêng luôn hả? Tôi đi làm mướn à. Anh mới nói là anh có công ty nè. Thôi cô hay thắc mắc nhiều chuyện quá. Tôi biểu sao á, cô làm vậy đi. Mà lần này á, là người khác sẽ xét tuyển cô. Nếu mà được chọn á,
thì làm việc cho đàng hoàng nghiêm túc, chứ không cần phải làm gián điệp nữa, hiểu chưa? Nếu như mà cô có năng lực á thì công ty sẽ giữ cô lại làm việc, còn mà cô dở quá khỏi chờ cô viết đơn xin nghỉ, tôi sẽ đuổi cổ cô. Trời ơi, sao mà anh khó khăn quá vậy? Anh họ Đinh hả? Đinh La Lâm. Cái tàu lao hoài à. Có muốn đi làm không? Muốn chứ, muốn chứ. Anh giỏi quá à. Dạ. Nhưng mà cô phải gặp chú Hoàng, nói cho chú ấy biết hoàn cảnh gia đình của cô và cái chuyện cô làm ở quán bia ôm, để người ta hiểu, người ta thông cảm cho cô, biết chưa? Dạ. Còn cái chuyện xét tiền á thì để đó tôi tính. Dạ. Anh biểu gì em cũng chiều hết trơn á. Thôi khỏi, tôi không có thích gì ở cô hết á. Nhưng mà tôi nói tiếng Việt đó, nghe rõ không? Hiểu không? Hiểu. Em tính nói là anh biểu gì em cũng nghe hết trơn á, mà không hiểu sao em nói thành ngôn ngữ của quán bia ôm nữa. Cũng may á nha, cũng may là cô mới làm có một tháng thôi đó mà còn bị mắc bệnh nghề nghiệp. Chứ mà cô làm cái vài năm đó lên, dám chừng cô cũng trở thành tú bà với má mì lắm. Không 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 không, em không muốn làm tú bà nha, em không muốn làm má mì, em chỉ muốn làm bác của trẻ con thôi. Mệt cô quá nè, lát nữa cho tiền cà phê. Bây giờ tôi có chuyện phải đi trước đây, cái hợp đồng này cứ đem về cất đi nghe chưa? Dạ. Không biết đó, sau này ảnh là cha của con mình thì sao ha? Nếu mà đẻ con trai á, chắc là sẽ vừa đẹp trai, vừa có tài giống ảnh. Nhưng mà con gái thì sao ta? Lỡ nó phùng giống mình chắc chết.